Nè bà con coi nè, cái chỗ để chung cư bây giờ để thao cát rồi. Hôm qua tôi thí nghiệm mấy con này live stream trên TikTok nha bà con. Cho nó live stream là phải để thao cát ở đây. Cỡ này không có thấy đánh lộn nữa, cho nên cho ở ngoài thoải mái. Không có phải vô nhà dưỡng lão nha, chứ không có phải vô nhà tù nữa. Nè cái lúc mà tôi live stream với mọi người, tôi để cái lo ở đây nè, mở nhạc nhẹ nhàng nha. Cái điện thoại thì để trên này live stream. Trời ơi, nó leo lên đây nó diễn bà con ơi. Tại vì mình không có quay màn hình lại, diễn quá xá diễn luôn. Diễn hồi ôm nhau ngủ. Hôm qua ngộ lắm, đoàn kết một cách lạ thường. Quá xá mấy con này rồi. Nè hôm qua tôi để cái điện thoại ở đây nè, rồi quay cái chung cư cái khu này thôi. Nguyên đám zombie lại đây ôm nhau ngủ. Sáng rồi thì dắt nó lên trên. Quá trời quá đất rồi. Cái bọn này nó cũng biết diễn lắm nha. Bình thường thì cà khịa đánh lộn, mà khi live stream thì thảo mai lắm nha. Sao tụi nó giả nai giả tạo giống con người với vậy trời. Coi trong phim đó, một số người ở ngoài đấu thuận với nhau đâu, mà khi vô video là khác. Mấy con này cũng giống một số người đó nha. Chứ mỗi khi tôi live stream là tôi sợ cảnh này nè. Đang like, cái con ngầu kiếm chuyện với con nhỏ. Hết vui đó. Mà hoàn toàn hôm qua là không kiếm chuyện nha bà con. Ghê thiệt. Còn ở trong này thì tôi mở laptop lên tôi chơi. Cái này mấy thằng già nó không bị kiếm chuyện. Nhưng mà mở cửa là đào vô nè. Nè ha, coi nè, coi nè. Để coi đứa nào sẽ vô đầu tiên. Vẫn là dòi khùng quá. Thôi. Không được, không được. Ủa con vui kìa. Thôi. Cửa kêu quá. Kêu quá chắc phải thay dầu lên rồi. Mấy con già mới được vô thôi. Dòi khùng khoái còn lạnh lắm. Nhưng dạo này trời rất là lạnh nha. Khỏi có vô máy lạnh đâu. Nè hôm qua mở máy lên chơi. Rồi chỉnh nhạc rồi chơi game được. Mà hôm qua là kiểu như là tôi ngủ trong này luôn. Mà khi mình ngủ trong này thì mình phải che cái cửa kính này lại nha. Lớ quá đi qua đi lại là mệt. Che lại. Tại vì tụi nó đang live stream mà. Tôi chỉ để điện thoại ngoài đó thôi. Ví dụ tôi đang nằm mà tôi nghe cái gầm. Và tôi hiểu rồi đó. Cái cây selfie bị rớt xuống rồi nè. Mà hôm qua là rất là ngoan. Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra luôn nha. Đèn ơi. Nếu được cái đà này thì mỗi tối cái chừng 11-12 giờ mình sẽ mở live stream cho nó. Khi nào cái điện thoại hết pin thì nó tự tắt. Vậy thôi. Chàng ơi, ai đổi TikTok mà live stream được tặng quà nghe bà con. Có tiền mà. Mở live stream mà đâu cần phải nói chuyện gì đâu. Chỉ mở nhạc rồi cho mấy mẹo đó thôi. Mà hôm qua tụi nó nghe nhạc nha. Thoải mái tinh thần. Rồi hồi ôm nhau ngủ luôn. Sao lạ dữ vậy trời. Cái cửa này kêu quá ta. Dầu vô. Thôi mấy con lớn thì cho vô, mấy con nhỏ không cho vô đâu. Thôi được rồi, khỏi kêu. Nó thông báo mọi người vậy đó. Ai có chơi TikTok thì có ngủ không được hay là thức khuya vậy đó, đi vô khế thúi coi nha. Mà tôi hay mở mấy cái nhạc hoa quá, không biết có bị đánh bản quyền không nè. Nhạc nào thích là mở thôi. Không có gần về cái vụ này. Ai gần về TikTok mà livestream mở cái nhạc gì cho nó an toàn thì mọi người comment lên giùm tôi nha. Nếu mình ngủ ở đây thì mình phải che lại để không có bị lộ lộ hình. Thôi. Nhậu vô nha, mở cửa cho nhậu vô. Vô đi ra nè. Nhậu vô. Kêu nhậu biết liền. Giờ kêu khế nè. Khế vô. Khế. Khế biểu ai? Khế đâu? Biết tên thấy không? Không. Mày quậy lắm. Đó. Nhà dưỡng lão dành cho ba con thì chỉ cho ba con già vô thôi. Mà nếu tụi nó ra ngoài chơi với con cháu thấy vui vẻ thì cho ra chơi. Còn ra ngoài mà tụi này kiếm chuyện hoài, bắt người ta liếm hoài thì cho vô đây. Thôi đi ra ngoài. Rồi đóng cửa nha. Hôm qua là chỉ đặt cái điện thoại ở đây nè. Rồi quay từ cái khúc này qua cái tới nút bạc thôi. Nó chỉ cho tụi nó live stream thôi. Mà lúc đó là 12 giờ mấy hay là 1 giờ khuya tôi quên rồi. Vậy mà cũng được tặng kim cương nữa nha. Hôm qua được mấy kim cương ta? Hình như là mười mấy kim cương hay gì đó. Mà một kim cương hình như là chắc cũng có 1-2 ngàn hay gì à. Hay là không tới nữa. Nhưng mà có tặng kim cương là khoái rồi.
Không có quan trọng là mấy cái kim cương hay là không nha. Tức là có nhiều người thích gia đình của Thái Thúi là được rồi. Thấy quá đã không bà con? Nó mèo ta đó, để lên livestream thôi là có fan liền. Tặng quà và tặng bông hồng nữa. Mà mấy cái vật phẩm đó, lúc mà mình kết thúc livestream đó, cái nó hiện là gì số quà tặng được hay là số tiền gì đó, mà nó hiện ra cái số tiền đô nha, không hết không mấy đô gì đó. Mà nếu mà ngày nào cũng livestream là ra cũng nhiều tiền, mới giỡn đâu nha. Không nhiều thì ít, mà cũng không có quan trọng là tặng quà hay không tặng quà. Ai thích thì vô coi Thái Thúi. Trời ơi không ngờ, chỉ livestream mở nhạc thôi, không cần phải nói chuyện, nhiều người vô ngắm mèo ngủ nha bà con. Ý là cái kênh TikTok của tôi nó đã bị lớp rồi đó nha, tức là bị giảm tương tác đó, mà livestream vẫn ăn nên làm gan nha bà con. Người nào mà khuya ngủ không được thì đi qua TikTok, bấm là Thái Thúi không dấu. Muốn tìm ra chính xác cái nick của tôi thì bấm chữ A cộng rồi bấm Thái Thúi không dấu là sẽ tìm ra nha. Thấy cái lượt follow nào mà 600 mấy chục ngàn follow đó rồi chọn vô. Thường tôi sẽ livestream vào lúc 12 giờ. Cái lúc tôi livestream cho tụi nó là cái lúc tôi sẽ edit video. Tôi sẽ không có xuất hiện ở đó đâu, mà tôi tập trung edit video, còn tụi nó thì cứ diễn cho mọi người xem. Vô coi like thả tim là đủ rồi, không cần tặng quà vật phẩm gì đâu nha.